có thông cảm cho cái từ từ lên ha. Rồi người cho hai cái ghế lên trên này luôn đi để cho bà con cô bác cũng được thấy được như này. Bây giờ là chắc có lẽ là có thể là sư cô là con với cô đi thưa quý vị, đây là một nghệ sĩ đã 75 tuổi rồi. Nếu quý vị nhìn sơ bề ngoài thì quý vị sẽ thấy là rất là không có thể là rất trẻ số tuổi, nhưng mà thật sự là cô đã 75 tuổi rồi hả cô ha. Rồi cô có thể chia sẻ là mình đi hát từ khi nào á cô, và lô tô xưa thì nó có gì khác với ngày nay để cho bà con cô bác mình ở dưới được biết, tại vì ở Sài Gòn thì chắc có lẽ là gần đây thì quý vị mới được xem lô tô chứ trước kia thì cũng không có. Cô sẽ chia sẻ thêm mà với tất cả khán giả được biết cô ha. Và trước khi cô có lời nói với các cháu là thay mặt đoàn, thay mặt đội lộ cùng các nghệ sĩ và cùng các cô chú cô bác đến đây, một lời chúc an lành, sức khỏe, hạnh phúc và nồng nhiệt nhất trong đêm nay. Thì qua thời gian qua, năm nay cô cũng 75 rồi, thì qua thời gian qua thì thời gian, sức khỏe và bệnh tật nó cũng là lôi kéo, đó là định luật tự nhiên của tạo hóa này, mình phải chấp nhận thôi. Nếu mà nói về cái sẽ lô tô xưa và nay rất nhiều giai đoạn, nhiều đắng cay và nhiều sống vất vả hơn bây giờ nhiều hết đó. Và hôm nay các cháu được cởi mở hơn, được tiến hóa hơn, được cái sự văn minh hơn, thành ra trong cuộc sống này nó đỡ vất vả hơn, cuộc sống nó thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn và vui vẻ hơn. Dạ, con xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa quý vị, khi mà lúc chiều á là Lộ có trò chuyện với cô Sa trước và cô Sa có nói như thế này rằng có nghĩa là cô Sa không có thích những cái ca sĩ á giống như là chuyển giới quý vị mà hay hát cái bài quốc ca của mấy bà BD đó là than thở trách móc, bởi vì khi là mình đứng lên sân khấu quý vị thì mình cảm thấy là mình mang niềm vui đến cho mọi người, đó là một niềm hạnh phúc và mình thích thì mình mới đứng được, và cho dù ở độ tuổi nào thì đó vẫn là cái niềm yêu thích, là niềm đam mê. Cho nên nếu mà mình hát cái bài đó nếu không ngoài mục đích, nó không có phục vụ cho mục đích gì cả, nếu mà than thở thì cũng không đúng. Mà cho nên là quý vị có thể nhận thấy ở sân khấu Sài Gòn Tân Thời chưa bao giờ có những cái bài mà gọi là than trách số phận mình, tại sao lại như vậy, tại sao như vậy. Và cái quan niệm này đối với Lộ nghĩ là ở độ tuổi của cô Sa và độ tuổi nghề của cô Sa là một nhìn nhận rất là hiện đại, bởi vì là mình là một nghệ sĩ, mình được cống hiến, đó là niềm vui của mình chứ không phải có gì để than thở hết. Thưa quý vị, và cô Sa cũng cho không biết là cô đã đứng trên sân khấu lô tô là bao nhiêu năm rồi cô? Nếu mà so về cái cuộc sống và thời gian mà đi hát vậy á, nếu mà năm nay 75, đi hát là năm ba mấy tuổi, năm nay cũng gần 50 năm rồi. Dạ, 50 năm thưa quý vị, 50 năm cống hiến cho sân khấu. Tại sao lại hỏi như thế? Tại vì hồi xưa đó quý vị thì luôn nay có hôm nay coi về không có bài hát rồi sổ số bây giờ có. Dạ. Sau này á là cái thời giai đoạn núp trong bóng cải lương, và núp dưới đồng các cải lương đó. Hồi xưa mà đồng cải lương đi tỉnh đó quý vị, trước khi có bọn mở màn để diễn cải lương thì có 45 phút ca nhạc để mà mình giới thiệu không nóng biết. Dạ. Không nóng là cái sân bãi sân khấu để chờ khách để mà phục vụ cái giai đoạn cải lương ánh trắng sao, đó là giai đoạn thứ hai. Dạ, cái này là cái sông Lam mà cô nói hồi nãy đó quý vị. Dạ, có vậy nè. Đó, hồi xưa là đi hát là không có nhạc, không có ọt như bây giờ, có đóng kèn, chỉ là gõ sông Lam và đọc câu thai thôi. Thì đó rất là một cái gọi là cũng phải nói là không phải ai cũng làm được điều đó thưa quý vị. Và những nghệ sĩ đi trước trong hoàn cảnh khó khăn thì họ phải phục vụ văn nghệ bằng những phương tiện thô sơ đơn giản nhất. Và cái sông Lam này là cái nhạc của bên cải lương thưa quý vị, để gọi là nhịp á. Dạ. Rồi sau khi mà mình thoát khỏi cái bóng của 45 phút ca nhạc đầu giờ của các sân khấu cải lương thì mình sẽ tới với đó, sau những giai đoạn sông Lam và 45 phút ca nhạc cải lương, lúc đó là hồi xuân. Dạ, hồi xuân. Hồi xuân trước đó. Dạ. Là mới đoàn, mới là thải biến hơn. Là có ca nhạc. Dạ. Cộng với lô tô
và cộng với Luca, cộng với những tấm hàng nhỏ nhỏ trên đấu, đó là một điểm khởi phát Pluto sau này và đến bây giờ là như vậy. Dạ, rồi, tôi xin cảm ơn cô rất là nhiều để một tiết sống chia sẻ rất là nhỏ thưa quý vị, để quý vị có thể hiểu được nguồn gốc của bộ môn nghệ thuật dân gian này từ đâu và các hình ảnh của các người nghệ sĩ thì xuất phát từ đâu. Đó là có thể là những kiến thức căn bản nhất để cho không phải là chỉ riêng khán giả mà những người đang đứng ở sân khấu Pluto hiện tại cũng có thể biết được trước kia là những người đi trước mình xuất phát như thế nào và khó khăn ra làm sao. Thưa quý vị, và xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trong loại tiếp theo cô Trang Kim Sang sẽ trở lại sân khấu với chúng ta, và cô cũng nói luôn là cô không muốn đến đây để có một cái sự mà quá bi lụy, mà đến đây để cho mọi người thấy là dù là mình lớn tuổi rồi nhưng mà mình vẫn rất là lạc quan, yêu đời, và chút xíu nữa bằng tình cảm và tất cả tinh thần lạc quan đó, cô sẽ mang đến một bài hát rất là dễ thương cô ha. Và cô giới thiệu luôn bài hát gì luôn đi cô. Xin thay mặt với bạn ở dưới có một xin dấu tên gửi một chút đồng hành đến cho cô Sa. Dạ rồi. Đây là những món quà yêu quý bằng tất cả tấm lòng, cái chân thật của cô cũng bây giờ cô cũng thời gian qua cái niềm đam mê rất khát khao. Nếu mà nói nhiều á thì cô nói về cuộc đời cô rất là nhiều thời gian. Còn con trai, còn chủng men á, chủng men trai á cũng đẹp trai, cũng rất chủng men luôn phải không? Chủng men xưa cũng rất là, nó cũng biết bao nhiêu cô gái siêu tình cô. Cái sau thời gian chủng men nó có chàng trai nào siêu tình không? Cái đó thời gian trước rất khổ. Khổ con luôn. Khổ con ơi. Khổ quá. Mình ấy, không dám lộ thân phận của mình. Vì hồi xưa những cặp mắt nhận xét họ khác biệt, họ kỳ thị, họ xa lạ, họ cũng phải kêu là gay như là tiếng bây giờ đó. Hoặc là tiếng PD, tức là PD tiếng Pháp á, bây giờ đó, kêu là PD. Hồi xưa nó kêu bóng là cái, bóng là bóng, là chứ không phải như bây giờ đâu. Nó gây bức xúc khó chịu lắm khi mà mình biết mình như vậy, nhưng mà chuyện cô nói đó nó không được được. Nó xúc phạm. Thành ra mình bắt dòng như thế. Không phải gì đâu đó, cái đó là lời mời chào cô. Đó, em nói rồi mà vui lạc quá lắm. Rồi, thưa cô, bây giờ có một chị rất là quen thuộc với đoàn, cô sẽ có một cái phần tặng. Đáng lý thưa quý vị, đáng lý ra chút xíu nữa thì Lộ mới là công bố những cái phần mà quý vị đã quyên góp tặng tại trên fanpage của Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Thì khi mà cô xuất hiện là một cái viral trên mạng của quý vị thì Lộ cũng gắng tìm hiểu và xin liên lạc đến tặng cho cô 10 triệu trích từ cái quỹ mà ở sau lưng tấm vé quý vị có ghi đó, 10% từ giá trị vé đó sẽ tặng cho quỹ thiện nguyện của Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Thì trích cái quỹ đó tặng cho cô rồi, nhưng mà cô thì Lộ thấy hoàn cảnh cô rất là khó khăn, thì một chút xíu nữa Lộ sẽ nói là khó khăn như thế nào và sẽ công bố những cái phần mà quý vị khán giả đã quyên góp online và gửi trực tiếp vào tài khoản của Lộ và đang là cầm một cái danh sách ở đây. Thì phần sau chương trình mình sẽ công bố để cho mọi người có thể hiểu nhiều hơn ha. Ở đây mà chị có gửi thì cô nhận luôn đi. Rồi bây giờ thời gian còn sổ số đi khỏi các bà các cháu trợ lâu thì sao cô sẽ tâm sự hơn, nói rõ hơn về cuộc đời của cô và trong giới này và chia sẻ những bậc anh em cha mẹ như thế nào và nhận xét thực tế con người của các cháu đây, cô đây, để có niềm chia sẻ hơn, hiểu thêm, yêu thương hơn, gắn bó và như thế nào. Lát sau này cô sẽ tâm sự nhiều hơn với các cháu. Bây giờ mình các cháu có thể hướng mắt về cháu để xem cô sổ số. Dạ, xin cảm ơn cô Trang Kim Sang rất là nhiều ạ. Dạ, cái này là gửi tại chỗ luôn hả? Dạ rồi, dạ xin cảm ơn. Kính thưa quý vị khán giả, thì em cũng xin ghi nhận và cảm ơn tất cả tấm lòng của tất cả quý vị. Nhưng mà sao? Dạ, đây là một nhóm luôn. Còn chị Quyền thay mặt nhận luôn đi. Trời. Đây là cô đã nói rồi, đây là những món quà nhỏ nhỏ
nhưng nói lên tất cả trong lòng yêu quý của các con các cháu, có một cái sự cảm thông, có sự chia sẻ, có sự truyền mến và cái sự an ủi nhất trong cuộc sống của cô xưa và nay và hiện tại, an ủi trong cuộc sống lớn như thế này, vẫn có một người yêu mến đó và chia sẻ những nỗi niềm đó, là cô rất là hạnh phúc và có thể là cô rất là cảm ơn các con, các cây áo nói như thế này. Cảm ơn cô rất là nhiều và xin mời cô nghỉ một chút xíu và chúng ta sẽ gặp lại cô ở phần sau thưa quý vị. Và chúng ta sẽ có 3 phần, một phần giao lưu văn nghệ và chút xíu cô sẽ gửi đến một bài hát rất là dễ thương thưa quý vị. Và một phần nữa là chia sẻ cuộc sống hiện tại, những khó khăn hiện tại quý vị để quý vị có thể thông cảm hơn với người nghệ sĩ. Và thưa quý vị và quý vị, để quý vị không chờ đợi lâu mà hao mòn lông thể quý vị, hướng mắt mình sáng và trở lại với chương trình Sổ số của Đô Tô Sài Gòn Tương Thời. Và xin mời anh có thể chúng ta hướng mắt mình sáng bắt đầu do số quý vị ơi. Oh my God.
19. Thưa quý vị, hồi nãy con số tới trước là 53 nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng loại mua 1 tặng 1 nha quý vị. Mua 1 tặng 1 nha quý vị. 68. Trời ơi, bà nội hết hồn. Trời ơi, tôi tưởng biết sao không biết nữa. 53 chữ kêu qua. Có 1. 49. Có 2. 30. Có 3. Số 10. Có đủ. Vòng loại 52 hợp lệ quý vị. Giờ là quan hơn nữa. Chia sẻ tuổi của Duy Cư Hô. Đó là con muốn chia sẻ các cháu cái cuộc đời của mình từ hồi trẻ mà cho đến bây giờ và cái thời gian bị bệnh đó, cái là ông trời cho mình không muốn được, là muốn chia sẻ các cô các bác các chú ở đây, các vị phụ huynh ở đây thông cảm và hiểu hơn. Nếu mà gia đình mình có một đứa con đó như sống trong cộng đồng mình, các con hãy thông cảm hơn, hiểu hơn, chia sẻ hơn và đừng có kỳ thị hoặc hè khách hoặc là giam cuộc đời, tại vì họ không muốn gì đó. Cha mẹ sinh con mình nhưng mà mình phải hiểu thấu cái nỗi lòng của con mình, cái cuộc sống của mình còn khắc khổ lắm. Trong cái dòng dòng giới này có những cái niệm đường nhiều niềm như các cao khắc khổ lắm. Cha mẹ nếu mà sinh ra có một đứa con gì thì cái gì hãy thông cảm nhiều hơn và thương nhiều hơn, vì cái cuộc sống tình cảm họ họ thiếu rất là nhiều, thiếu tình cảm của gia đình, thiếu tình cảm cha mẹ, trong cộng đồng, trong xã hội, mà biết nương tựa vào ai chỉ là nương tựa vào gia đình thôi, mà gia đình mình không hiểu, không thông cảm chia sẻ nữa thì còn làm sao được. Mong quý vị thông cảm và chia sẻ và an ủi với một niềm cắt cao dưới với con như vậy, các chị thương hơn, yêu hơn và quý hơn để họ tiếp tục sống, làm một cái gì giúp ích cho đời, cho xã hội và cho cộng đồng chúng ta. Thưa quý vị, đây là một câu trả lời lảng tránh nhưng mà em nghĩ là đó là cái ý của cô. Dạ, ý của cô là khi mà cô chia sẻ như thế là cô không muốn nói về thêm về bản thân mình quá nhiều. Những cái khúc mắc hay là những cái khó khăn hiện tại quá nhiều, thưa quý vị. Và chắc quý vị cũng sẽ cảm nhận được và rất là nhiều chương trình đã làm cho cô. Và chúng ta cũng hiểu được là hoàn cảnh của cô như thế nào, bây giờ là như thế nào rồi. Cho nên cô không muốn chia sẻ mà cô chỉ muốn là hồi chiều cô có nói là nếu mà có hỏi thêm thì cô cũng trả lời là mọi người hãy thông cảm cho những hoàn cảnh của cộng đồng. Ví dụ như một gia đình mà có một cái người con LGBT á, thì chúng ta sẽ thông cảm và tạo điều kiện tối đa để cho bạn đó có thể phát huy mọi cái khả năng mà lợi thế của mình để có ích cho xã hội hơn, thưa quý vị. Và đó có nghĩa là nếu mà cô đã không muốn đề cập tới rồi thì chúng ta sẽ không nhắc nữa. Và cũng hy vọng là thưa cô là bữa nay là hồi chiều đó quý vị, và nghề nghiệp của cô Trang Kim Sa bây giờ rất là khó khăn, là cô phải bán vé số, mặc dù là đi đứng rất là khó khăn cô vẫn phải lấy vé số đi bán để mưu sinh hàng ngày. Bữa nay á, cái cô mới nói là mọi ngày là cô bán nhiêu vé cô? Cái ngày cũng bán được một ngày 100 vé là nhiều nhất đúng không, là nhiều nhất. Cái mưa gió mưa gió là mấy chục thôi, thì em mới nói là thôi cô, bữa nay á, riêng khán giả của Sài Gòn Tân Thời thì con tin là cô đem xuống 500 vé con bán giùm cũng hết nữa quý vị. Cái này là em không xin, nhưng cô nói là cô mang có 100 vé thôi,
Đó, 100 vé là con em kêu lên, em thề luôn á, bữa trước là con kêu cô mang 500 cũng được nữa. Cô nói là thôi, bữa nay cái gặp cô nói mang có 100 à. Thôi 100 thôi con, 100 thôi. Là cô đến đây để mà chia sẻ, thứ nhất chia sẻ với các cô chú, các trụ huynh đây để hiểu rõ về cuộc đời trong giới LGBT của mình. Dạ. Thứ hai nữa là cô có một ký ức kỷ niệm rất lớn trong cái thời cô còn xinh trẻ đến đây để mà cùng tham gia như các cháu sẽ biết đó là niềm lạc quan, cái niềm hạnh phúc của cô để tạo cái niềm hứng khởi, niềm tin để cô cùng sống và lạc quan hơn, yêu đời hơn và vui vẻ hơn. Dạ, à, con nghĩ cái đó không phải người lớn tuổi nào cũng có thể là mình nhận thức được. Có nhiều người thì họ lại rất là buồn, nhưng mà riêng cô Sa mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn thưa quý vị, hàng ngày phải bán vé số, nhưng đối với cô tới đây không muốn nhận một cái sự gọi là thương cảm nào cả, chỉ nhận lại những cái sự cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh của mình đối với cộng đồng mà thôi. Và một chút xíu nữa, xin cho em một chút xíu nữa quý vị, tại vì vòng loại này á, là tặng phẩm nó lớn nên em không sẽ không bán tiếp, mà vòng sau quý vị để không có lộn với vé số. Thì vòng sau em xin mặc phép đàn xuống dưới phục vụ 100 vé để mua giùm cô, để ngày mai cô được nghỉ ngày quý vị ha. Quý vị đồng ý vỗ tay nha quý vị. Dạ. Merci beaucoup. Con xin cảm ơn cô rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, và bây giờ cũng là một phần không thể thiếu, và em sẽ công bố những cái khán giả mà đã ủng hộ cô qua online, đã chuyển khoản cho Lộ, và có những khán giả cũng không cũng giấu tên luôn. Em xin đọc một cái số mà khán giả em đã nhận tiền và có ghi lại cái tên của mình. Đầu tiên là chị Lý Nà 1 triệu, chị Thắm 200.000, một khán giả giấu tên 1 triệu, Lê Huỳnh Ngọc Phan 200, một khán giả giấu tên là 100.000, một khán giả kia cũng giấu tên luôn là 50.000, hai một khán giả giấu tên luôn 500.000, anh Nhật là một khán giả rất là quen thuộc, hồi chiều có gọi cho Lộ và nói là chương trình tối nay anh cũng ủng hộ cô 1 triệu đồng. Thì tất cả các số tiền này chút xíu nữa thì Lộ sẽ trao tiền mặt cho cô tại đây, và hy vọng cô sẽ có được một cái phần hỗ trợ để có thể cải thiện cuộc sống hiện tại và chữa cái bệnh của mình ha. Cô hát con cảm ơn cô rất là nhiều đã đến, và hy vọng là cũng cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đến ủng hộ. Và em cũng quên luôn một anh Sáu từ Viconet Định Xuân là Yến Xào Đông Trùng Thảo đó quý vị, đã tài trợ cho và tặng tiền mặt 1 triệu đồng tối hôm qua. Thì hôm nay con cũng xin được trao cho cô luôn vào cuối chương trình. Con xin cảm ơn cô rất là nhiều và xin cảm ơn tất cả các tấm lòng tình nguyện của quý vị rất nhiều ạ. Có mùi rồi. Trước khi đến với khán giả, cô cũng có cái sự cảm ơn tất cả tấm lòng của cháu đã đến đây chia sẻ, thông cảm và giúp cho cô còn số tiền nhỏ nhỏ, mặc dù nó là không phải là bao nhiêu cũng đủ trên thế gian này, bao nhiêu cũng đủ, nhưng mình biết sống và hiểu đó là điều hiểu nhất. Đây là một điều thông cảm lớn của cô, là trước thật tấm thầm thầm của các cháu đã đến và giúp cho cô tạo niềm tin lớn và mình là lạc quan lớn nhất để cô có sống thêm và mang những cái gì trong tâm tư cô, trong mạch máu cô đến và thành đạt. Cảm ơn các cô các cháu rất là nhiều. Và thưa với tất cả quý vị, riêng bản thân Lộ thì Lộ nghĩ khi mà lập được cái quỹ của đoàn đó là một cái phần là cống hiến nhỏ, mà mình khi mà mình đã có được ông tổ thương cho mình đứng trên sân khấu và khán giả yêu thương như thế này, mình giúp lại những người khó khăn hơn cùng cảnh ngộ với mình, đó là một cái điều rất là đáng quý. Khi mà em gặp cô xong á, em có hỏi cô là con nói thật với cô, khi gặp cô xong mà con không biết là sau này con có giống như cô hay là không. Thì ra con gặp con là con bắt đầu là con suy nghĩ rất là nhiều thứ, đặc biệt là những thành viên trong đoàn của con nữa. Ví dụ như chị Thanh thì năm nay chị cũng 40 tuổi rồi và vẫn còn chạy nợ cái gì. Cho nên là em cũng nói thiệt với quý vị luôn, cái tâm nguyện của em và được rất là nhiều anh chị trong nghề, đặc biệt là các anh chị nghệ sĩ cũng đã rất là hưởng ứng và khi chia sẻ với họ. Em hy vọng là đoàn có thể vững mạnh thêm để có thể có kinh phí. Em sẽ mua một miếng đất quý vị, cái này là cái ước mơ của em thôi. Mua một đất xây một ngôi nhà tình thương mà chỉ dành cho những
bà bầu. Ý à, xin lỗi, những người nghệ sĩ chứ không à. Những người nghệ sĩ hát lô tô, thưa quý vị, là những người chuyển giới. Khi họ về già, họ không có nơi nương tựa, họ có khả năng để sinh sống nữa, không có khả năng hoạt động để kiếm tiền nữa, thì sẽ xin nhận họ về để ở chung một dưới một mái nhà và tìm một người chăm sóc sức khỏe, một người chăm sóc ăn uống, và đó là tâm niệm. Nếu mà làm được, rất mong quý vị sẽ hỗ trợ cho đoàn một ngày càng vững mạnh hơn. Và khi đó thì tụi em sẽ có kinh phí để làm những cái việc thiện nguyện tốt hơn. Và cái này cũng ở nước ngoài cũng gọi về cho em, là khi mà có cơ hội thì họ sẽ chung tay với mình. Em xin cảm ơn tất cả các tấm lòng hảo ý của tất cả quý vị, và hy vọng là mình sẽ thực hiện được ước mơ đó trong tương lai gần nhất, thưa quý vị. Và con cũng xin cảm ơn cô một lần nữa, và chút xíu nữa mình sẽ cô có muốn hát bài nữa không con ha? Cô làm giới trẻ bây giờ cái sức sống cái gì nó mạnh liệt hơn, nhất là sâu sắc hơn, có tấm lòng chia sẻ với cộng đồng chúng tôi trong lúc những giờ thế chiều thuộc về mẫu hoàng. Con không có dám nói, không có nghĩ là xa vời, tại vì con nghĩ không biết tới con thì nó làm sao. Cứ nên mơ mà dạ. Sẽ nhờ cộng đồng, xã hội sẽ góp sức và chung tay để mà theo ước nguyện. Dạ, con xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ gặp lại trong cô Kim San chút xíu nữa con. Quý vị ha, và bây giờ để con trừng trị mấy nhỏ này cái.